Hello hello xin chào tất cả anh em nha, mình là LTL đây. Thì hôm nay LTL mới về quê anh em ạ. Đó anh em thấy tóc mới của mình có đẹp không? Quá đẹp đúng không anh em? Hôm nay mình sẽ quyết định là đi tán gái nha anh em ơi. Xấu lắm. Cái gì mà xấu? Xấu như ông già 80 tuổi này, thế mà đòi tán gái. Ô, con bé dám chê tóc mình xấu anh em ơi. Chê tóc mình như ông già 80 tuổi luôn. Thế? À đủ. Thì mày thấy tóc tao xấu á? Tóc xấu đẹp như ông già. Tóc đẹp như này thôi bảo tóc mình xấu anh em thử xem tóc này của mình đẹp hơn tóc cũ hay tóc cũ mình đẹp hơn? Tóc xấu. Tất nhiên là tóc mới xấu hơn nữa. À đù, cái ấy nhỉ. Ok, mày dám khinh thường tao nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ quyết định là đi thay đổi bản thân nha anh em ơi. Mực thật sự luôn. Để cháu gái khinh thường anh em ạ. Ok nhá, bây giờ mình sẽ đi thay đổi bản thân ra lấy tóc anh em. Tóc mình đẹp như này mà nó dám khinh thường mình. Nó bảo tóc mình xấu. Ui, cái thế. Ok nhá, bây giờ mình sẽ đi nhuộm lại tóc nha anh em ơi. Xem nếu đẹp hơn nha anh em, nhớ comment xuống nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi luôn nhá. Được, tí về cho mày xem, tí cho mày về cho nhận xét xem đẹp không nha anh em. Rồi, quả tóc như thế cướp. Ok, ok, được, mày khinh được ra đi. Bây giờ mình sẽ đi nhuộm lại tóc nha anh em. Ok, tất cả anh em nha. Đó, mình mới nhuộm tóc về rồi nha anh em ơi. Nha anh em. Sao có gì kìa? Cái gì vậy anh em kinh ấy? Bãi. Ok anh em nhá, đấy thì anh em thấy quả tóc mới của mình như nào, có đẹp không? Mình thấy cũng đẹp hơn tóc trước anh em ạ. Tóc trước mình thấy hơi xấu. Ok nhá, bây giờ mình sẽ mang quả tóc này về, mình sẽ hỏi kiểu như cháu mình để xem cháu mình nhậu và khinh thường mình không nha anh em ơi. Đó, bây giờ mình sẽ vô luôn nhá. Đấy, mình vừa về thôi anh em ạ. Ui, kia là đá của mình nha anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ vô. Ui, chó mà không nhận ra mình, nó thấy tóc này mình xấu nó cắn hơi mệt đấy anh em. Bình tĩnh anh em. Mình vô nha. Vô mình hỏi từng người một. À, xem chó mình có khinh thường mình nữa không. Chó ấy ra bảo. Chó. Đứng lại. Mày toài đấy rồi. Đứng lại, tóc tao đẹp không? Đẹp thì mày ra đây. Đó, chó khen tóc mình đẹp anh ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục về hỏi anh ạ. Mày tóc của anh hôm nay tóc ngoài đẹp hơn tóc cũ không? Đẹp hơn nhiều, đẹp trai lắm. Tóc cũ xấu không? Ừ. Và cái Uyên đâu rồi? Tóc này. Rồi. Ui. Ok. Bây giờ mày có khinh thường tao nữa không? Mày tóc mới không chưa? Đẹp đấy. Đẹp không? Mày đừng có sờ nó chù lên xấu bây giờ. Đẹp đúng không? Thế bây giờ mày thấy tóc này nhiều đi tán gái không? Tán được. Mày cũng vừa làm tóc à? Ai già được đây nha. Đấy anh em comment xem cái tóc này với cái tóc màu xanh của mình trước cái đầu cái video này thì tóc còn đẹp hơn. Anh em bình luận bên dưới nha. Ok, tóc này đẹp trai không? Đẹp trai. Quá đẹp trai luôn, mặt anh em mặt thấy mặt mình béo. Khá béo đúng không? Ok nhá. Ờ được rồi, thế hôm gọi cái ạc FIFA này mày cho fan của cậu rồi, bây giờ mày chơi ạc gì? Ạc bot thôi. Ạc bot thôi á? Ui. Thôi được rồi, mày khen cậu thì mày cũng gọi là con nẻo mép đấy. Bây giờ tao tặng mày một cái ạc xịn được không? Mày lấy không? Tất nhiên là có rồi. Xịn lắm đấy. Chất lượng cực kỳ cao đó nhá. Cái vòng quay mới ra đấy nhá, thấy có xịn không? Đấy, chỉ mất kiểu như chưa đến 100k là cháu mình đã có một cái ạc cực kỳ VIP rồi. Anh em nhìn vét là anh em biết VIP rồi đúng không? Đấy, vẫn còn hơn 2.000 mốt kim cương đấy anh em ạ. Ồ, quá là lời luôn chứ. Đấy, anh em nhớ kiểu như vô shop mình để anh em thử vận may xem liệu được có ạc VIP như nào nhá. Đó, chỉ với khoảng độ chưa đến 100k thôi bây giờ. Cháu sẽ sâu hơn cho cậu để xem cái ạc này có VIP không nhá. Nè, bây giờ cậu mày sâu cho thẻ vô cực như nào nào. Đấy, ấn vào đi. Đó, anh em thấy chưa? Ui, anh em nhìn này. Phun thẻ vô cực luôn. Cái gì vậy? VIP. Đứa nào cứ mời hoài để đánh, thấy chưa? Ạc bao nhiêu k đây? Ạc chưa đến 100k. Ở shop mình cái vòng quay mới là quá uy tín luôn. Nào, mày thấy ạc cái xin không? Xin. Nào, mày sâu tủ đồ ra xem nào. Tủ đồ đúng rồi. Đấy, sâu đây, rất lên. Xem nhiều không? Anh em thấy chưa? Rất là nhiều đồ luôn, mu các kiểu khỏi bàn thôi nhá. Nào, thấy nhiều đồ chưa? Nhiều đấy. Nào, áo luôn, sâu áo luôn. Nào, xem nào. Có áo là xịn, mày bấm vào xem nào. Đây. Nào, mày thấy áo là đẹp, xịn. Áo bảy đá các kiểu anh em thấy chưa? Đá củ nhiều nong nhong. Ok, kéo xuống đi. Mọi người thấy chưa? Anh em nhớ nhanh tay vô shop mình không là kiểu như là ạc VIP vẫn còn rất nhiều luôn. Mình thêm 1.000 cái ạc vào trong shop của mình anh em ạ. Nên là thoải mái luôn anh em, cào vào càng sớm càng tốt anh em ạ. Anh quay không may không ra thì kiểu gì anh em cũng bạn khác cũng quay ra anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? Quần rất là nhiều luôn. Anh em thấy cái vòng quay của mình có uy tín không? Quá là uy tín rồi đúng không anh em?
Ui giời ơi, sướng không? Thích không? Sướng quá. Đấy, anh em thấy tóc mình đẹp trai không? Quá đẹp trai mà lại kiểu như tốt bụng nữa anh em ạ. Đó, nhìn thấy chưa? Rồi, đến phần giày luôn, sâu nhanh luôn. Mà hơi mạch sâu luôn, cây đồ cậu luôn. Cây đồ đúng rồi. Cuối cùng. Ờ. Đó, thấy chưa? Phải ấn xem bao nhiêu cây đồ ở bên đấy nữa. Đếm xem bao nhiêu bộ đồ. Đếm xem. Bao nhiêu? 15 bộ đồ thôi anh em ạ. Ảo tới đây anh em thấy ạc của mình chưa? Ạc trên shop của mình chưa? Chưa đến 100k. Ui dồi, mình cho hẳn 1.000 cái ạc lên trên đấy, anh em cứ thoải mái mà quay nha. Ok, bây giờ mình sâu luôn bằng vũ khí luôn, để cho nó nhanh. Đây, sâu vũ khí cho mọi người xem. Vào, AK lên vừa mấy? 14 A1 có bao nhiêu khẩu? Ui dồi ôi, 7 khẩu AK luôn anh em ạ. AK lên vừa 7 luôn. Ui, cái gì vậy? Ui dồi, 14 Ska lên vừa mấy đây? Xem Ska, ấn vào đi. Ấn vào Ska đi. Ska level 7. Ba con cả Ska Titan đấy kìa. Ui. À cái con lấy không? Không lấy để tao tặng đây. Ê con lấy. Nào tiếp Groza đi. Ui giời ơi, Groza Berati thôi nhá. Famax xem à. Famax level 7 luôn. Bây giờ chỉ sâu xuống cái level 7 cho nó nhanh nhá anh em ơi. Nào bây giờ ấn vào phần vũ khí nhá, mà nâng cấp về nâng cấp xuống. Đúng rồi, bao nhiêu khẩu level 7 đấy mấy ạ? Cái gì vậy anh nhắm? 9 khẩu. 9 cái gì mà 9? Không. 8 cái khẩu súng level 7 anh ạ. Vãi. Ui cái ạc mà chưa đến 100k mà có 8 khẩu súng level 7. Mình thêm 1.000 cái ạc kiểu như y hệt như này luôn nha anh em ơi. Thế nên là anh em không nhanh tay vô shop của mình luôn thì cũng hơi mệt đấy anh em ạ. Sướng chưa? Sướng. Ok nhá, thì bây giờ chơi game đi nhá. Bây giờ thôi thì clip của mình đến đây kết thúc nha. Thế thì anh em nhanh tay vô shop của mình để thử vẫn may nha. Để xem anh em có nhân phẩm có được cái ạc xịn không nhá. Đó, anh em quay càng nhiều ra càng xịn thôi. Ok, bye bye anh em. Bye bye chưa?